Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 2 tháng 8 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Một kháng hộ công gia đình người Indonesia đã lên tiếng cầu cứu với tổ chức phi chính phủ cho biết, trong 9 tháng làm việc, cô ấy đã bị chủ thuê xâm hại tình dục và quản chế mọi hành động. Sau khi điều tra mới phát hiện, thì ra chủ thuê là tội phạm xâm hại tình dục đang lẩn trốn lệnh truy nã trong nhiều năm. Tổ chức này đã yêu cầu Bộ Lao động và chính quyền thành phố Cửa Long cần phải triệt để kiểm điểm, tránh xảy ra trường hợp tương tự. Tại buổi họp báo dưới sự trợ giúp của tổ chức phi chính phủ, một kháng hộ công Indonesia đã lên tiếng tố cáo vụ việc bị chủ thuê xâm hại tình dục và bị hạn chế tự do trong suốt khoảng thời gian 9 tháng làm việc tại một gia đình ở Cơ Long và không hề nhìn thấy đối tượng mà mình được thuê để chăm sóc như trong hợp đồng. Tổ chức phi chính phủ chỉ trích luật lao động hiện hành còn nhiều lỗ hổng, không có biện pháp chế tài đối với những người chủ thuê có tiền án, khiến cho lao động nước ngoài phải đối mặt với nhiều rủi ro và nguy hiểm. Ủy viên lập pháp cũng lên tiếng chỉ trích, trong suốt 9 tháng, Phòng Xã hội thành phố Cửa Long đã không cử người đến thăm hỏi và cảnh sát cũng tắc trách trong việc để cho kẻ bị truy nã về tội xâm hại tình dục nhận nhờ ngoài vòng pháp luật. Bộ Lao động cam kết sẽ tiến hành sửa đổi luật siết chặt quy định quản lý đối với chủ thuê xin tuyển kháng hộ công. Bên cạnh đó, Phòng Xã hội thành phố Cửa Long cũng cho biết sau khi vụ việc xảy ra đã tiến hành họp kiểm điểm và sẽ dựa trên tình hình nhân lực hiện tại để tăng cường công tác thăm hỏi đối với lao động nước ngoài thông qua hình thức trực tiếp hoặc gọi điện thoại. Luật lao động đã thực thi được 40 năm và ngày 1 tháng 8, nhiều đoàn thể lao động đã tổ chức họp báo đề xuất phiên bản dự thảo sửa đổi luật theo hướng tăng lương làm thêm giờ, khôi phục lại 7 ngày nghỉ lễ bị hủy bỏ trước đó, cũng như tăng thêm tiền hưu trí, đồng thời nhấn mạnh sẽ thảo luận với các chính đảng để tìm kiếm sự ủng hộ về khả năng sửa đổi luật. Nhân kỷ niệm 40 năm luật lao động cơ bản có hiệu lực, nhiều tổ chức công đoàn đã tổ chức họp báo đưa ra dự thảo sửa đổi đối với bộ luật này, theo đó đề xuất tăng lương làm thêm giờ từ mức hiện tại là 1,33 lần cho 2 giờ đầu tiên và 1,67 lần cho 2 giờ tiếp theo, lần lượt nâng lên thành gấp đôi và gấp 3. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cũng yêu cầu khôi phục lại chế độ 7 ngày nghỉ quốc gia đã bị cắt giảm trước đó để giảm giờ làm việc cho người lao động. Các tổ chức công đoàn cũng kiến nghị tăng lương hưu, bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài và các nhóm yếu thế. Bên cạnh đó, đề xuất áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với các chủ sử dụng lao động cố tình vi phạm luật như không trả tiền lương và tiền thôi việc cho người lao động với tổng số tiền nợ tích lũy vượt quá 1 triệu đại tệ. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp tăng tỷ lệ thu hồi nợ vào quỹ bồi thường cho người lao động. Bản dự thảo do công đoàn đề xuất đang vấp phải sự phản đối từ một số doanh nghiệp. Bộ Lao động cũng đưa ra phản hồi, sẽ tiếp thu ý kiến từ cả hai phía, đồng thời sẽ tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia để đưa ra kết luận cuối cùng. Các tổ chức công đoàn nhấn mạnh cũng sẽ thảo luận với các chính đảng về khả năng sửa đổi luật cơ bản. Bão Gami đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến đường sắt bị hủy, trong đó đoạn từ Chuẩn Tở đến Hở Rễnh đã bị gián đoạn do sạt lở. Theo dự kiến ban đầu, phải đến ngày 3 tháng 8 mới được thông xe. Nhưng trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các công nhân công trình đường sắt, cuối cùng vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay đã khôi phục được một đường ray để thông xe 2 chiều. Sau 9 ngày bị gián đoạn do ảnh hưởng bão, hôm nay tuyến đường sắt bị hủy đã được thông xe. Chuyến tàu đầu tiên đến Thủ Lâm đã được khởi hành vào lúc 5 giờ 54 phút sáng nay. Việc khôi phục tuyến đường này đã giúp hành khách từ Hoa Liên tiết kiệm ít nhất là 6 đến 7 tiếng đồng hồ so với việc phải đi đường vòng xuống phía Nam để đi ngược lên phía Bắc. Khi đoàn tàu lăn bánh khỏi ga Chuẩn Tở, hành khách có thể nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn do sạt lở đất đá gây ra, đặc biệt là tại khu vực cầu Chin Sui, móng cầu bị cuốn trôi khiến đường ray như bị treo lơ lửng. Đoàn tàu buộc phải giảm tốc để đảm bảo an toàn. Công ty đường sắt Đài Loan nhấn mạnh, dự kiến đến cuối tháng 12 mới hoàn tất công tác sửa chữa các trụ cầu trên tuyến chính của phía Tây bắc qua sông Sào Chin Sui. Sở Du lịch thuộc Bộ Giao thông vừa công bố khả năng chi tiêu của du khách nước ngoài khi đến Đài Loan du lịch. Theo đó, du khách Hàn Quốc đứng đầu danh sách chi tiêu mạnh tay, với mức chi tiêu mỗi ngày là 1.500 đồng đại tệ. Trong khi đó, về tổng số lượng du khách quốc tế đến Đài Loan,
đứng đầu là 18 nước thuộc chính sách hướng năm mới, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Từ sáng sớm, nhiều du khách nước ngoài đã xếp hàng dài phía trước một cửa hàng đậu nành nổi tiếng. Theo kết quả khảo sát đối với du khách quốc tế đến Đài Loan trong năm ngoái của Sở Du lịch, ẩm thực là một trong những lý do chính khiến họ lựa chọn Đài Loan làm điểm đến hàng đầu. Về khả năng chi tiêu, dẫn đầu là du khách Hàn Quốc với mức trung bình là 1.500 đài tệ mỗi ngày. Tiếp theo là du khách Trung Quốc, Hồng Kông và Macau với khoảng 1.200 đài tệ mỗi ngày. Trong tổng số 6,49 triệu lượt du khách quốc tế đến Đài Loan vào năm ngoái, đứng đầu là 18 quốc gia thuộc chính sách hướng năm mới chiếm 37%, kế đến là du khách Hồng Kông và Macau đạt gần 20% và Nhật Bản là 14%, đã đóng góp đáng kể cho ngành du lịch Đài Loan. Tuy nhiên, tổng mức chi tiêu lại giảm so với trước đây. Để đạt được mục tiêu 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết trong 6 tháng cuối năm sẽ đưa vào nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như giảm giá vé máy bay và vé tàu cao tốc để kích cầu du lịch. Trong bối cảnh thị trường du lịch đang có nhiều biến động sau đại dịch, các học giả khuyến nghị Sở Du lịch nên tận dụng dữ liệu lớn để xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả cho từng thị trường nhằm giúp cho ngành du lịch nhanh chóng phục hồi và phát triển. Để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng từ cơn bão Kami, Viện Hành Chính đã công bố tiêu chuẩn hỗ trợ. Đối với các hộ bị ngập trên 50cm, Trung ương sẽ tăng số tiền trợ cấp, cộng thêm sự hỗ trợ từ địa phương. Bình quân một hộ sẽ nhận được mức hỗ trợ cao nhất là 40.000 đài tệ. Riêng các hộ có thu nhập thấp và trung bình, mức trợ cấp tối đa là 50.000 đài tệ. Thủ tướng Trác Minh Thái vừa thông báo về chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các hộ gia đình có nhà bị ngập trên 50cm. Cụ thể, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, chính phủ sẽ bổ sung thêm để nâng tổng mức hỗ trợ lên tối đa là 40.000 đài tệ cho các hộ gia đình thường và 50.000 đài tệ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Đối với các trường hợp ngập dưới 50cm, chính quyền địa phương sẽ cấp trợ cấp thăm hỏi, đồng thời hộ nghèo và cận nghèo sẽ được quỹ cứu trợ cấp thêm 10.000 đài tệ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt trong ngày hôm nay.